Xin chào tất cả các bạn. Mình vừa cho các bạn xem một cái trận đánh của mình đi phó bản cái game Mat. Hôm nay mình định giới thiệu với các bạn. Thì con game này nó ra mắt từ đêm hôm 19 tháng 10 thì đến hôm nay mới là ngày thứ 3. Chính ra là hôm qua mới nhất bởi vì nó ra từ đêm hôm 19 đến muộn tầm 10 giờ mới ra game. Thì mình cũng đã chơi dùng qua và mình hiện tại lên là cấp độ 38 rồi, cấp 4. Thì cái con game này đánh nó khá là cuốn. Các bạn mà có ai mà chơi game của Thiên Long Võ Lâm trước ấy, thì nhìn thấy cái đồ họa nó khá rất là giống cái kiểu đấy. Cái game này thì mình thấy nó rất phù hợp cho các bạn mà kiểu vừa yêu thích chơi game mà vừa tiền mà mình đầu tư vào thì không lo mất tiền. Như trên truyền thống là chúng ta sẽ đầu tư vào, chúng ta chơi và chúng ta sẽ không kiếm được tiền gần như là như vậy, có thể thì kiếm được cũng sẽ rất là ít rồi. Game này thì vừa chơi hay vừa chúng ta lại vừa kiếm được tiền. Thì đấy là vừa rồi là một cái trận đánh của mình đi đánh phó bản. Bây giờ mình cho các bạn xem một cái trận đánh nữa, PVP đấu xếp hạng, có nghĩa là đánh người với người đấy. Sau khi cho các bạn xem hai trận đấu này thì mình sẽ đi giải thích từng phần một. Đầu tiên là về phần mua tướng như nào, build tướng như nào và đi đánh các chế độ như thế nào và chọn và làm các thứ ra làm sao. Thì đây là phần đấu xếp hạng nhé. Hiện tại của mình đang là một trận đấu. Cái xếp hạng này thì mỗi ngày thì chúng ta sẽ được nhận thưởng một lần. Người ta sẽ chấm điểm xếp hạng vào lúc 5 giờ sáng mỗi ngày. Và nếu hạng chúng ta tùy mức độ, chúng ta ở vị trí nào thì nhận được cái thưởng tương ứng. Ví dụ như là top 100 thì sẽ là được. Đây, đây từ lên 97. Top 100 trở lên sẽ được nhận 26 đồng mát này. Top cao hơn nữa thì nhận được 1,3 đây. Có nghĩa là top thấp hơn. Ví dụ mình sẽ đánh 100. Tôn sách, tôn quyền. Ok, phải đi. Đồ họa khá là đẹp, hấp dẫn dự ứng. Rất ok các bạn. Game này cũng dành cho anh em để đam mê chơi game và thành quốc nhé. Game này đơn thuần chỉ là chúng ta play cool hơn mà không thích cái cốt chơi gì cả. Ui, sao máu này đứt rồi, đứt mãi. Mình còn hai con đây thôi, không để ý bèo cái là đã thấy hết máu rồi, đứt rồi. Mạnh thế nhỉ, để một khác đi. Đây vẫn ông này, xem nào. Hai con này nhỉ. 6. Bố trí lại đội hình cho mình. Xẹt mạng phát nữa. Thế nhỉ? Con của nó cấp 36, con mình cấp 37 rồi mà không chơi được. Có thể là nó cái con sổ sách của nó nâng nâng cấp nó tốt hơn con của mình. Đấy, con này thằng mốt ca một chiến có hai con là thằng đường cấp 38 luôn. Mình mới cấp 37 thôi. Con này mình cấp 38 thôi. Chuyển không nhỉ? Chuyển đi, em này. Cứ thua như vậy sao?
Kinh nghiệm này, 100 điểm kinh nghiệm. Cái đồng tiền, cái này để dùng để nâng cấp các thứ nhân vật nhé. Nó trừ mất 2 điểm năng lượng. Ok, mình đã đấy, đấy là PVP đấy các bạn. Sau khi đánh thắng thì mình đã leo lên hạng 97. Thì ví dụ mình mà giữ được đến 5 giờ sáng mai thì mình sẽ nhận được thưởng cái 2.6 cái đồng mát này. Đấy là cách kiếm mát đầu tiên này. Cái thứ hai này các bạn đi đánh có bản, các bạn kiếm được cái đồng token này, các bạn sang cái từ chương này rồi, đúng chương này có luôn, đây, chúng ta sẽ nhận được cái đồng mát đấy, thì cái có bản này đã 19 thì nhận rồi, lên bên này 40 mỏng chưa đánh được, có bản ưu tú nữa thì được nhiều hơn. Như đây mắc 24 sao thì nhận được 6.5 cái đồng mát. Đây là cái này, còn những cái này nó nhiều hơn, nhưng mà cái có bản thân này khó hơn. Bây giờ các bạn mình xem cái đội tướng của mình nhá. Hôm trước mình nạp cái đồng mát này vào để lên được V4. Ở mức này sẽ được V4 này, nạp 21.000 cái đồng này là V4 rồi, thì thấp hơn là cũng được V4, nhưng mình nạp cũng già V4 gần đến V5 rồi, nạp thêm nữa sẽ lên V5 21.000 rồi, thêm nữa sẽ lên 5.000 nữa là sẽ lên V5 nhé, 5.200. Thì VIP nó có đặc một vài đặc quyền các bạn. Mỗi ngày có thể dùng 30 bàn tay vàng này, mua sắm một ngày 50 miễn tinh binh chỉ nam các thứ đấy, và ngoài ra là đây là thứ quà tặng nạp lần đầu thì sẽ được thưởng như thế này. À, quà tặng chúng ta nạp đạt được mức VIP thì sẽ nhận được cái này, đây là bố này, quản vũ này, kiểu đấy, các cái nhân vật tím thì khi chúng ta nạp VIP vào chúng ta cũng sẽ nhận thưởng, các mức thưởng. Ngoài ra để rút tướng thì chúng ta vào từ quán để mở tướng nhé. Thì mở trong này nó sẽ ra được cái tướng tím. Tướng tím là tối đa. Còn cái tướng vàng này, thần này thì các bạn phải mua ở trên chợ NFT và cái số lượng nó có giới hạn thôi. Nên mình sẽ vào cái chợ cho các bạn xem. Mình nó hơi chậm, cái laptop nó không như là mấy PC các bạn. Laptop này lại đời sâu, là laptop ngon thì chắc là nó cũng mượt. Market LED hơi chậm, mình gõ mãi nó không nghĩa lên luôn. Nice mask master của wow. Đây giờ nó nhiệt lên. Ôi không, ngôi nhà của thỏ con đang cháy pin hút kìa. Đừng lo lắng, tớ sẽ bảo vệ cậu. Số lượng còn 467 tướng nữa các bạn. Vậy còn mình cứu à? Giá có vẻ là lên rồi, hôm qua mình xem rẻ hơn, hôm nay giá bay lên. Giá cao hơn các bạn. Bởi vì cái số lượng có hạn nên khi mà càng nhiều người mua thì nó sẽ càng hết dần. Một vài tướng là hết rồi đấy. Như cái con tướng tôn sách của mình này là trên chợ là hết từ chiều qua là hết rồi, hết hàng. Mình có hai con này.
Nếu các bạn cày chay mà không nạp vào cũng được, không nạp VIP và không nạp không bố tướng, thì các bạn sẽ kiếm được cái đồng token này nhờ vào cái đánh đấu trường này. Hiện tại là mình biết như vậy, là đánh đấu trường này các bạn sẽ nhận được đồng những cái thứ hạng đấy. Còn muốn kiếm tiền ở trên cái có bản này thì yêu cầu là có VIP 4 hoặc một nhân vật NFT thì các bạn mới có thể nhận được thưởng trên cái này, nhận thưởng cái đồng này được nha. Còn không là các bạn không có, các bạn nhận thưởng cái chỗ này đâu. Game này chơi thì khá là cuốn mình được. Game này nó không không hẳn nó đơn thuần là chúng ta vào để có kiếm tiền không, vừa giải trí vừa chơi vừa tốt vừa cày VIP tiếp các thứ, không khác gì game truyền thống bình thường. Khá là buồn. Ngoài ra khá nhiều các cái động khác chiến dịch. Đánh được đồ boss thế giới này. Đấy, boss nó mà có 200% tất cả người chơi đánh được tụt được 300% một cước trâu siêu mới. Đấy, hai mình giới thiệu sơ qua về một con tướng này nhé. Thì một con tướng này thì nó có rất nhiều cái chỉ số. Đây, thuộc tính này, sức mạnh, trí lực, tấn công. Riêng đối với tiếng thần này nó còn có một ngũ hành nữa và tương sinh tương khắc, chúng ta đánh kiểu chọn lựa cái ngũ hành cho nó khắc cái đường đối phương thì sẽ được lợi thế. Ngoài ra đây, đây nó cũng có các cái kiểu cặp, chúng ta có cặp tướng, những cái cặp tướng này chúng ta sẽ kích hoạt những cái bút lên sao, nâng sao này, nâng đồ này, đồ này rất là đa dạng. Đây mình chỉ là một đồ xanh của bác thôi, không thiếu được một tí. Có con này, con này, này. Sách này, những cái này các bạn phải đi cày nhá, cày mới có những cái này để nâng cấp, nâng cấp cho lính. Con tướng này sẽ có một cái bầy lính đi theo, nâng cấp tướng này, nâng cấp lính này, rất nhiều thứ để cày luôn. Game này chơi một ngày chơi cày 24/24 không hết luôn các bạn. Để chơi rất là cuốn hút và hay. Các bạn có thể tham khảo chơi nhé. Có thể không cần nạp tiền, mình cứ cày thôi, chơi cho vui. Và ngoài ra đấu xếp hạng đây được thì mỗi ngày cũng được nhận một chút cái đồng mát đấy trên đấu trường này. Cày vui luôn cũng được. Ai có điều kiện thì cũng nạp tiền và chơi cho vui và chúng ta vẫn nhận được cái đồng mát mà. Cái này cày lên càng cao mình nghĩ là nhận được cái đồng mát càng nhiều. Đây còn rất nhiều nữa. Thì cái link trò chơi này mình sẽ để ở bên dưới và link chợ này các bạn có thể tham khảo và xem qua trò chơi này. Nếu hay thì các bạn cũng có thể tham gia vào cộng đồng Việt Nam, mình thấy khá là đông ở trong game này. Game này có cả chế độ tiếng Việt này, chơi rất là dễ và dễ hiểu, đơn giản. Thôi mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn thắc mắc gì thì có thể để lại comment bên dưới. Nếu mà nhiều người có chung một thắc mắc thì mình sẽ làm một video thêm để giải đáp những thắc mắc của các bạn. Xin chào các bạn.